Vụ vải sớm ở Tân Yên đang đến rất gần và dự kiến được mùa. Để sẵn sàng xuất khẩu vải thiều sang các thị trường, ngành chuyên môn và người dân trong huyện đang tập trung sản xuất vải an toàn, nâng chất lượng quả vải. Đây là vùng vải thiều sớm tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, một trong hai vùng vải có mã vùng dành xuất khẩu đi Nhật Bản, thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và Úc. Đây cũng là năm thứ hai người trồng vải ở Tân Yên hướng đến các thị trường ở nước ngoài. Huyện Tân Yên hiện nay có trên 1.300 hectare vải thiều, trong đó có hơn 1.100 hectare vải sớm. Tổng sản lượng năm nay dự kiến đạt khoảng 16.000 tấn. Diện tích vải sản xuất theo hướng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt hơn 880 hectare. Diện tích vải được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp là 380 hectare. Trước hết về góc độ mà chuyên môn thì chúng tôi đánh giá là một năm là cũng khó khăn. Khó khăn ở cái mức độ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Thế thì xuất phát từ cái việc đó thì từ cuối năm 2021, đặc biệt là sau khi mà người dân thu hoạch cái vụ vải của năm 2021 thì chúng tôi đã tham mưu cho ban huyện để xây dựng cái ban hành cái kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vải năm 2022 với cái nội dung là tập trung cho cái việc mà nâng cao chất lượng cái sản phẩm quả vải thiều sớm Tân Yên, thế và mở rộng cái thị trường tiêu thụ. Thế thì đến nay thì vấn đề sản xuất thì chúng tôi đã tập trung cho cái việc mà chỉ đạo để làm sao mà nâng cao cái chất lượng cái sản phẩm quả vải. Thế và thời điểm này là cái thời điểm mà quả vải đang trong cái giai đoạn từ góc độ phát triển cùi đến kín cùi. Thế thì về cái sản xuất thì chúng tôi cũng đã xác định là cái thị trường tiêu thụ năm nay là cái thị trường tiêu thụ rất là khó khăn, bởi vì là cơ bản là hầu hết là cái từ những năm 2021 trở về trước ấy, thì Tân Yên là cái sản lượng vải tiêu thụ sang thị trường Trung Quốc rất là lớn. Thế và do cái ảnh hưởng của dịch bệnh Covid thì đối với thị trường Trung Quốc thì chúng tôi xác định năm 2022 là một năm cũng rất là khó khăn. Vì vậy, chính vì việc đó thì chúng tôi đã chỉ đạo để mở rộng cái sản xuất để nâng cao chất lượng, đảm bảo cái tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và các thị trường các nước EU. Phát huy thế mạnh của vải thiều sớm, bắt đầu từ năm 2020, Tân Yên xây dựng 5 hectare vải thiều sớm theo tiêu chuẩn Global Gap. Năm 2021, tại vùng vải sớm Phúc Hòa đã xây dựng được 2 mã vùng sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap với diện tích 15 hectare tại 2 thôn Quất Du 2 và Phúc Lễ. Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Tân Yên lần đầu tiên xuất lô vải sớm đi Nhật trong niềm hân hoan phấn khởi của tất cả mọi người. Trồng vải Tân Yên đó là sản xuất vải sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Riêng với vùng vải được cấp mã vùng tại thôn Phúc Lễ và thôn Quất Du 2, dự kiến xuất khẩu đi Nhật, Mỹ, Úc và thị trường châu Âu, cây vải được chăm sóc đặc biệt và theo dõi chặt chẽ ngay từ đầu vụ. Để đưa được vải thiều sớm Tân Yên vào thị trường khó tính như Nhật Bản, quả là không dễ dàng. Theo yêu cầu của đối tác, đòi hỏi vườn trồng vải thiều phải đảm bảo theo đúng quy trình Global Gap, có thể truy xuất nguồn gốc, phải lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản xuất và được Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, cấp mã số. Dưới sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, cơ quan chuyên môn bám sát cơ sở, tuyên truyền, tập huấn cho người dân thực hiện đúng quy trình. Ngay sau khi thu hoạch, các hộ trồng vải đã đốn tỉa cây vải, sau đó dọn sạch cành lá, thay vì để tại vườn như trước đây. Thank you.
cây vải thiều thích nghi với nhiều loại đất khác nhau. Xa xa, vùng khí hậu và thổ nhưỡng hợp với cây vải thiều, do đó cây sinh trưởng phát triển tốt. Tại những nơi cấp mã vùng, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện, Trưởng ban Nông xã thường xuyên tư vấn hướng dẫn người dân sản xuất vải thiều. Về an toàn thực phẩm, trên các vườn trồng vải xuất khẩu tuyệt đối không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng, đồng thời tuân thủ nguyên tắc 4 đúng để đảm bảo đáp ứng quy định của Nhật Bản. Về mức dư lượng tối đa cho phép đối với quả vải tươi xuất khẩu, các hộ trồng vải nằm trong diện được cấp mã vùng đã chú trọng việc cải tạo đất, sử dụng phân hữu cơ bón cho cây vải và mua thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học để chăm bón cho cây. Tại Phúc Hòa, nhiều hộ đã sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Sumagrow cho vải. Canxi, magie. Vải thiều sau khi thu hoạch cần xử lý, phía Nhật cũng quy định chi tiết đối với cơ sở xử lý xông hơi khử trùng, cơ sở đóng gói, bao bì và ghi nhãn, việc kiểm tra kiểm dịch thực vật xuất khẩu và nhập khẩu đối với quả vải thiều tươi của Việt Nam. Theo Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nhật Bản yêu cầu Việt Nam xử lý quả vải bằng methyl bromine, hệ thống có khả năng làm sạch 100% đối tượng dịch bệnh. Năm 2021, vải thiều sớm của Tân Yên đã được vận chuyển lên Lục Ngạn để xử lý và tất cả các khâu, trang thiết bị, kỹ năng vận hành ở đây đều đã đáp ứng yêu cầu của chuyên gia Nhật Bản. Tất cả những yêu cầu đòi hỏi này đã được Tân Yên thực hiện nghiêm cẩn trong vụ vải năm nay. Thực tế, tại mã vùng số 1 ở thôn Quất Du 2 có 8 hộ tham gia trên diện tích 10 hectare. Tại đây, tất cả các khâu, các bước trong quá trình sản xuất vải cũng được người trồng vải thực hiện nghiêm cẩn, từ việc đốn tỉa cành, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Chúng tôi dùng tỏi, gừng, ớt và rượu ngâm để chúng tôi chế thành thuốc để chúng tôi bảo vệ cái quả của chúng tôi, vừa tạo được cái mẫu mã đẹp và cái thứ hai là an toàn, sâu bọ không bị sâu ạ. Đến cái giai đoạn này thì chúng tôi đã, bây giờ là chúng tôi sẽ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nữa, mà chúng tôi chuyển sang sử dụng bằng những cái chế phẩm sinh học, là dùng bằng tỏi, ớt và rượu, gừng để chúng tôi để bơm để xử lý nốt cái loạt sâu non về cái giai đoạn cuối này để đảm bảo cái dư lượng để đủ cái quả vải đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Tại hai mã vùng trồng vải, các hộ trồng vải đã thực hiện rất nghiêm túc quy trình sản xuất vải thiều. Đối với mã vùng 2 ở thôn Phúc Lễ, năm nay có 11 hộ tham gia trên diện tích 10 hectare tập trung. Nhưng vườn vải ở đây được chăm sóc tỉ mỉ, công phu và rất có triển vọng. Thời điểm này là bà con nông dân chúng tôi là đang sử dụng các loại thuốc chế phẩm sinh học hoặc là thuốc sử dụng bằng các loại củ quả như là cây quả ớt hoặc là củ gừng hoặc là rượu tỏi, chúng tôi xay nhỏ, chúng tôi trộn lẫn để chúng tôi phun lên cây để đảm bảo cái an toàn trước khi thu hoạch. Năm 2022 thì chúng tôi rút kinh nghiệm từ năm 2021, những mọi cái chuẩn chúng tôi đã chuẩn bị từ trước nên mà làm nó cũng dễ dàng hơn, mọi cái nó không khó khăn bằng 2021. Còn làm vải xuất khẩu thì cũng thực sự ra thì nó gọi là tỉ mẩn một chút, nó vất vả một thời gian một chút thôi. Chứ còn thì làm vải xuất khẩu thì bán thì lại được giá, như lại làm đảm bảo sức khỏe cho mọi người, cho tất cả nhà mình nữa. Năng suất thì tốt. Có thể nói, Tân Yên đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sản xuất vải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản năm 2021 để chỉ đạo vụ vải thiều năm nay. Đến thời điểm hiện nay thì cái sản phẩm để đảm bảo cái tiêu chuẩn xuất khẩu thì chúng tôi xác định là nó sẽ đạt cái phẩm cấp. Thế và tập trung cho cái việc mà quản lý chặt chẽ cái mã vùng trồng. Thế thì với cái mã vùng trồng này thì với 600 hectare là xuất khẩu đi Trung Quốc và 3 cái mã vùng để xuất khẩu sang Nhật Bản và EU. Thế thì với các cái quy định tiêu chuẩn của các nước xuất khẩu thì đến nay với Tân Yên chúng tôi cũng đã giám sát chặt chẽ về cái quy trình sản xuất cũng như là các cái điều kiện để làm sao mà đảm bảo cái tiêu chuẩn.
Thế và đặc biệt nữa là quản lý về cái giám sát chặt chẽ về các cơ sở đóng gói. Thì với Tân Yên thì hiện tại thì có các cái cơ sở mà đóng gói để vải để đảm bảo cái tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, thì chúng tôi cũng đã giám sát để làm sao mà các cái cơ sở thực hiện nghiêm túc các cái quy định của phía Trung Quốc để cái sản phẩm khi được bảo quản xuất khẩu thì đảm bảo cái tiêu chuẩn. Vụ vải thiêu sớm năm 2022 đã cận kề. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cổ vũ, động viên, hộ sản xuất và khuyến khích người dân tuân thủ quy trình sản xuất để có sản phẩm sạch. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên đã tổ chức gặp mặt ký kết xuất khẩu vải thiêu chín sớm ở Tân Yên với Công ty Cổ phần Miền đất Nông nghiệp Việt Pháp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện, phương án xuất khẩu vải thiều sang các thị trường nước ngoài và một số siêu thị trong nước. Xin được lấy ý kiến của một người trồng vải Tân Yên thay cho lời kết. Làm vải xuất khẩu đòi hỏi công phu, tỉ mỉ hơn nên rất vất vả. Tuy nhiên, giá bán ổn định và cao hơn làm vải thông thường. Nhưng cái được lớn hơn đó là an toàn cho người sản xuất và tiêu thụ vải thiều, đảm bảo môi trường sống trong lành.